được con cá dồn bé. Ui cá diếc to không? Ui con cá diếc to thế. Ui rồi. Còn cá diếc đã không? Là mớ cá diếc này nhặt hết nhá, không bỏ nào cả. Con cá dồn bé nó chạy nó to chạy rồi. Ừ, con đấy về đây cá dồn bé, cá dồn phi Hàn Quốc. Con đấy về lại lọc ăn với cả riềng thôi. Xả xả. Ui. Thành ăn được ăn luôn, con đấy ăn. Ôi, gà gì mà ác thế, veo phát. Ui, cá này bắt được. Trong kia sạch mà. Trong kia nước sâu lắm, trong kia mới là nước sâu. Cút chuối à? Rộn bé. Có không? Ui, được. Ôi con phi bỏ này xuống bắt con này. Ôi cá đi chọn bé nó tứ dài cơ mà. Đấy, bắt đi. Được con riêng như này. Còn cá riêng của con đấy. Con bé cứng phải lột. Cầm ghê em lần đầu em cầm ghê nhá. Cầm vào đuôi nó không dãy được. Trông như cá mập nhỉ. Nhìn như cá mập phê. Chiến này phẩm đã được, ui giời ơi. Cá mập to không? Đây, cá giòn bé rất to. Không phải là ốc biêu ấy. Bắt hết, không tha nào. Thành con đang nghiên cứu con cá giòn bé. Cứng không? Cứng nhỉ? Quá cứng. Đấy, mới có hai mẻ thôi mà đã tới đây cá rồi. Bây giờ đây, bây giờ ở nhà cũng đây. Ở anh Dòng này, chuẩn bị đừng có nhảy em đấy nhá. Không bám đây ở thành này. Mùi ốc này. Mùi ốc kìa. Sao xả ớt, ngon tuyệt, phú mèo. Giếc. 100% là có dọn bẻ. Từ ngay con cá giếc mổ rồi. Như kiểu là chiến đấu mà nhòm qua cái lỗ để bắn nhau. Có chưa? Để thằng cá lôi xuống đấy nhá. Có mấy rồi. Lưới xuống đường. Không có được dọn bẻ đâu, lại làm mớ. Con trai được quá rồi, thả úi giời đấy, Rufy đấy, Rufy nhìn ngoan phết đấy, tươi. Ui mày quá là mất cơ dọn bẻ. Dọn bẻ, dọn bẻ đây, ui. Ui cá chấm không ạ? Ui, con dọn bẻ rồi, nhúc con cá chấm này. Thì ăn cho đỡ gút. Ôi bắt con đấy về. Thế con nào to hơn nữa không? Lột mày. Đấy, quá nhiều. Ghê không? Ghê không? Anh con nhìn ghê không? Mày ăn được không? Cá giống phi đưa hồng nhỉ? Này mà dưới xuống thì thôi. Phi sạch. Nước nó nhiều nước đấy.
Eo ơi. Còn mấy con ăn được, ta được hết. Đây là con phi gì đấy. Đã chưa? Bắt vào đây, về anh nạp hết. Ôi ui. Vất bừa ơi, làm xô cá này về. Có cái. À con dọn bữa, con cá ấy to hả? Ui ui. Đây một xô rồi. Giờ mang xô nữa cho mà. Kia giờ có xô rồi. Thôi bắt vừa cái con cá gần bẻ, bắt vài con thôi. Nào không bắt. Tí nữa anh Quang nghe chục mẻ mới mẻ vài con, tí rồi một bao về. Con nào bé này. Lẹ tiếp. Đấy, bên đây là cánh đồng này. Bên đây là cánh đồng. Đồng đồng à? Đồng. Ừ, ngày xưa là hay phi đồng đồng ấy nhỉ? Ừ, phi đấy. Phi đồng đồng ấy trên trời đấy. Nó xây xây xây, ui rồi. Con mày rổ hết cái ruộng lúa người ta. Phi đồng đồng ra thằng nào phi cao. Ra nó đuổi giờ đấy ăn ít thuốc bảo vệ thực vật nên ăn đồng đồng ăn ngon. Ngon. Bắt ở đây nữa. Đất khách quê người. Bỏ tao bắt ra tao rổ cây lạc về tao tắm chị ngứa. Không. Đéo ra giếc nhỉ. Giếc nó rục. Giếc vừa lấy được con. Nhưng mỏ cái cá giếc ấy nó tàn rúc ở dưới hố chân. Chân nó bùn. Ui đâu đâu cái thôi. Này tàn rúc đấy. Đấy, rô đấy. Ui ui. Ui ui. Ui ui. Má ơi. Ui ui. Giọt bé tôi bắt vào tại cái vắt con nhỏ đi. Ui ui. Ui ui. À mọi người. Ui ui, đây. Đây đây. Ui, con này mới quan trọng kìa. Vắt con nhỏ đi. Ui ui, con nhỏ về làm con. Thân là kinh khủng. Ôi ôi. Đường đường vất 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 ở trên đường rồi chết cả vất vào trong bụi. Trong vất ở đường đấy nữa. Chết cả. Con này bé này. Con này bé này. Bé con này. Nhìn nó. Ôi ôi. Sợ không? Thôi thì phóng sinh thả cũng được. Đấy là con cá rô phi ấy ngon này. Ôi ôi. Con bé này trông thế thôi. Về lọc thì bẹ phải mấy con mới đủ nữa. Thì thế. Thế mẻ này nữa. Một tô. Cứng như đá nhỉ. Ôi ôi. Đây nó hồng vậy. Ngon. Đã chưa? Này. Đi vào trong kia có cá sộp ở trong kia mấy cả nước sâu kìa. Ở đâu? Trong kia nước sâu lắm. Qua cái cầu ấy, qua cầu xanh nhờ, nước sâu. Cá chuối không? Đẩy ở đây có cá chuối qua không quăng được. Mày cái nó dưới bài. Yeah. Chưa chưa? Phê chưa? Yeah, mỏi tay chưa là anh Tiệp anh nằm mẻ à, cái ấy dọn bé sộp cá khô con này. đây là món cá khô nhá mọi người, khô cá con này về nước này khô cá là gà ấy. Này, nó bỏ vào nó bóc ra là bỏ nó không đẹp. Trời ơi. Cái loại này phải làm một tí nữa ăn. Ôi giờ không bắt nữa nhớ, con nào to thì bắt. Con nào bé này lại toàn con to như thế. Con bé to như của đùi này. Khả năng là gạch đá. Con này bé quá, không được con nào. Con này chấm tam xuân ở đây. Sâu ở trong kia lăn cá sộp, trong cái nước lớn lắm. Trong cái nước mênh mông.
mùa lúa đã trổ đồng đồng. Cầm cái kiểu gì kìa. Bên này chắc phải chục cân cá. Dập quăng người khác gì. Bây giờ phát thẳng luôn bây giờ. Cái con trai thật là khỏe. Khỏe nó quăng cho xô. Bên anh dập gì quăng cái gì văng phát bây giờ. Vè cả cụm nước giờ này. Ôi trời ơi. Được kiểu gì nó phải được con cá giòn bẻ. Nhiều quá, thằng cá là cá thôi. Mắc rồi. Mắc rồi. Cá rô phi là phi ngay nhỉ. Đấy được con cá giòn bé rồi. Chưa gì được con cá giòn bé. Được cả bạch tuộc. Con